Mình có đưa em lên Sài Gòn học và kiếm được chỗ này khá là tiện lợi cho nó. Ta nói ký túc xá gì đâu mà đẹp quá trời, không những đẹp mà còn đầy đủ tiện nghi. Đầu tiên là không gian bếp cộng gãi thoải mái cho các bạn nấu nướng, đồ dùng cho bếp thì có đầy đủ hết trơn rồi nha. Phía bên dưới thì có máy giặt để cho các bạn giặt đồ nữa nè. Trên sân thượng thì có chỗ phơi đồ rất là rộng rãi, còn bãi giữ xe thì có hai đậu vô tư luôn. Về toilet mình thấy mới mẻ và sạch sẽ lắm nè. Đặc biệt là ở đây rất cần những siêu thị tiện lợi, ta nói chỉ cần đi bộ ra vài bước chân là tới. Và rất là nhiều quán ăn quán cà phê khác nữa. Chỗ này thì nằm gần nhà thi đấu Phú Thọ lắm nha. Đây là dạng phòng đầu tiên, bên dưới là bàn học, bên trên là giường ngủ. Trong phòng thì có máy lạnh, tủ để đồ đầy đủ tiện nghi hết trơn, còn có thêm wifi cho từng phòng nữa nha. Ngoài ra còn có thêm quạt gió để phòng được mát hơn nữa nè. Toilet thì cũng khá là rộng rãi và sạch sẽ. Phòng ở đây mình thấy mới tinh luôn và được decor rất là hiện đại. Trên giường mình thấy khá là rộng rãi và êm. Còn có thêm view triệu đô nhìn xuống bên dưới sân bóng gỗ rất là đẹp. Đây là mình đang đi lên sân thượng nè, phía bên trên này rất là rộng rãi luôn. Ta nói thoải mái cho các bạn phơi đồ luôn nha. Hoặc pha một ly cà phê lên đây ngồi ngắm nhà thi đấu Phú Thọ và các nhà cao tầng xung quanh cũng chiêu. Trên đây mình thấy còn có trang bị thêm cầu thang thoát hiểm nữa nha. Trước mỗi phòng thì đều có tủ để giày dép và hùng ghét, và còn trang bị thêm bình xịt chữa cháy nữa nè. Còn dưới đây là phòng bếp, ta nói đầy đủ tiện nghi hết trơn, có sẵn tất cả đồ dùng dự bếp để cho các bạn xài luôn. Còn có thêm tủ để đồ riêng tư nữa nè. Khu vực này thì dùng để sơ chế món ăn và gửi gạo này kia đó. Ta nói view bếp cũng là view triệu đô, vừa nấu ăn vừa ngắm nhà cao tầng cũng hay. Và đây là dạng phòng thứ hai sẽ như thế này. Mỗi giường thì mình thấy đều có mỗi bàn học riêng nha. Phòng thì mới tinh và được decor xinh xỉu luôn đó, cũng đầy đủ tiện nghi như phòng trước mình đã nói. Về phòng ngủ và nhà vệ sinh sẽ được dọn dẹp 2 lần trên một tầng. Và phòng như thế này ở cùng nhóm bạn thì mình thấy rất là vui luôn đó. Ta nói học hành cùng nhau xong rủ nhau đi ăn uống cũng hay. Còn có thêm chỗ này để mình có thể ra đây ngồi nói chuyện điện thoại riêng tư. Đây là phía trước này có camera 24/24 và có khóa vân tay nữa nha. Còn đây là bãi đậu xe quá là rộng luôn. Kế bên là chỗ để máy giặt cho các bạn sử dụng nè. Đặc biệt ở đây mình thấy rất là gần những cửa hàng tiện lợi, quán ăn uống thì cũng có đầy đủ hết trơn, còn khá là gần nhà thi đấu Phú Thọ nữa, nên mình thấy ở đây rất là tiện luôn nha. Và đây là bảng giá phòng mình sẽ để bên trên màn hình, các bạn có thể tham khảo thử nha. Còn đối với mình thì mình thấy khá là hợp lý và đứa em mình rất là thích chỗ này. Thì đây là ký túc xá của mô hình homestay giữa trung tâm Sài Gòn luôn đó mọi người, và chỗ này có tên là La Home nha, có tới tặng 3 chi nhánh, mình sẽ để bên trên màn hình nè, một cái ở quận Nhất, một cái ở quận Bình Thạnh và chỗ này là ở quận 10 nha. Các bạn sinh viên có thể chọn chỗ nào gần và tiện cho mình để ở nè. Còn ai đã ở đây rồi thì cho mình xin ý kiến, bye bye.